Kênh Thước Đo Nhật Bản xin kính chào toàn thể quý cô chú anh chị nha. Thì đợt vừa rồi khá là bận biểu nên là không có lên video thường xuyên được nha mọi người nha. Một phần là công việc gia đình, một phần là hàng hóa đợt này cũng không có về được bằng đường biển nha. Chỉ có đi đường e được thôi. Đường e thì nó khá là đắt tiền, nên là những cái món đồ mà rẻ thì không thể là đi đường e được. Đi đường e cái tiền ship nó cao quá. Rồi thì hôm nay em có lên được một ít đồ cơ khí nha, mũi khoan nè, cầu chì nè, cán tiện ha, thước cặp ha. Này thì thước không à, không có mũi khoan, không có taro, chỉ có mũi khoan mới thôi. Mũi khoan cũ thì em đã bán hết cho một người rồi, mũi khoan taro là bán hết rồi ha, chỉ còn mũi khoan mới thôi. Thì hàng mới thì giá nó nhập về nó cao. Rồi cũng như mọi ngày nha, mọi người mua hàng vui lòng gọi vào số điện thoại của em nha, 0961063939, em tên là Trực nha. Mọi người có thể gọi điện thoại, gọi qua Zalo hoặc nhắn tin Zalo nha. Tất cả cái tiền hàng thì mọi người sẽ trả thêm cái tiền phí ship nha. Bên em sẽ không có bao ship tất cả những mặt hàng luôn ha. Thì hôm nay em lên được ít mặt hàng cơ khí thôi, nên thủ chắc phải 2 ngày để lên một video thôi. Thì mã số 1 ở đây em bán là 2.000 đồng một cái. Đếm hết nha mọi người nha. Con này thì khá nhiều, em nghĩ chắc không ai đếm hết nổi này quá. Tại vì này chắc phải mấy trăm cái. Cầu chì thì nó có mấy loại là nha. Nói là 2.000 đồng một cái thì chỉ có tính cái cầu chì mà cầu chì dạng này nha. Còn một cái loại cầu chì nữa. Còn một cái loại cầu chì là cái dạng cái thanh chì á, thì cái đó loại rẻ, còn cái loại này cầu chì trong máy nè. Thì trong đây nó mấy trăm cái lận. Một tấm như vậy là như một sắp như vậy là 20 cái nè. Đó, trong đây cũng vậy, cứ một miếng 10 cái nha. Đó. Rồi trong đây nó một hộp nó 10 cái rồi 5 cái, nó đủ loại hết nha. Đó, toàn là của Nhật không. Thì trong đây nó có là 1 ampere. Rồi 5 ampere, 7 ampere, 10 ampere. 20 ampere nè. 10 ampere nè. Loại này là 5 ampere nè, nguyên một bọc là 5 ampere nè. 15 ampere nè. 20 ampere nè. 30 nè. 25 7 1 nè, đây là 1 ampere nè, đây là nhỏ. 20 ampere. 10 ampere. 30. Rồi 25, lớn nhất là 30 ha, nhỏ nhất là 1. Thì cái mớ này. Cái này mà nếu mà ai mà cửa hàng bên điện, điện công nghiệp, điện thì mua này về bán rất là lời nha. Tại vì cái này bình thường bán ít nhất là 5.000 một cái. Ở ngoài thị trường người ta bán á 5.000, có loại 7.000, 10.000 cũng có nha. Đó, chứ không có nào dưới 5.000 hết á. Mọi người đi mua một cầu chì này không bao giờ có dưới 5.000, còn là 7.000, 10.000, 5.000. Thì cái này em bán cho mọi người, nếu mà đếm hết là 2.000 đồng một cái nha. Còn nếu mọi người mua lẻ thì nó tùy loại. Cái loại lớn thì giá nó cao hơn một chút xíu, tầm 4.000. Em bán cái nào cũng rẻ hơn một chút xíu ha. Đó, ví dụ em bán 3-4.000, mọi người muốn mua chục cái thì giá đó ha. Đây là cầu chì. Thì cái này nó nằm trong cái tổng đồ nghề á. Có cái này nè, này là hàng tồn kho Nhật, hàng mới chưa xài gì hết nha mọi người nha. Đó, em bọc này đi. Nè, đồ điện, cầu chì. Rồi tới mã số 2, mũi khoan. Ở trong đây là mũi khoan 13 ly. Đó. Cái này của Sweden. Châu Âu nha mọi người nha. Thì trong đây là mũi khoan 13 ly, 13mm ha. Hàng này là hàng mới chưa có xài nha mọi người nha. Mũi khoan cứ một bọc như vậy là 3 cây nè mọi người nè. Một bọc như vậy người ta đóng gói là 3 cây. Thì trong đây có một bọc chỉ còn 2 cây thôi. Trong đây tổng cộng nó là 34 cây ha. Thì em bán ở đây là 130.000 đồng trên một cây nha. 130.000 đồng trên một cây. Nếu mọi người lấy hết á, thì 100.000 một cây. Đó. Nếu mọi người lấy hết thì đếm cây là 100.000 một cây. Còn nếu mà mọi người mua lẻ 1-2 cây thì là giá là 130.000 đồng một cây.
đó. Còn nếu mà mua hết cái chỗ này luôn thì đếm hết nó chắc khoảng 34 cây, bữa 35 cây mà bán một cây rồi, bán cho anh ở trên Đắk Lắk một cây rồi. Còn ở đây 100.000 một cây nếu lấy hết, còn lấy một cây thì là 130.000 nha mọi người nha. Mũi khoan mới Thụy Điển rồi. Tiếp theo là mã số 3, 200.000, thì ở đây là mũi khoan 5.8, một bọc như vậy là 10 cây nha mọi người nha. Speed tiêu của hãng này nè, 200.000 một bọc như vậy là 10 cây nha, tính ra khoảng 20.000 một cây, hàng mới chưa có xài gì hết nha mọi người nha. Cái này thì em có nhiều bọc nhưng mà đăng một bọc hơn một lần, đăng một gói thôi chứ đăng nhiều quá người mọi người cũng không xài hết đâu. Rồi một gói như vậy là 200.000 ha, mã số 3, 5.8, 10 cây một bọc. Mã số 4 là mũi khoan 6.3, cũng là 200.000 một bọc luôn, 10 cây ha, cùng một hãng luôn, 10 cây một bọc, 10 cây 6.3, 200.000. Mã số 5 là mũi khoan 7.4 nha, 7.4 nha, 7.4, 250.000 một cây. Cô nói đang gắt ngủ nó khóc. Số 5 là 250.000, 7.4 một bọc 10 cây ha. Số 6 350.000 trên một bọc, thì một bọc này chỉ có 5 cây thôi nha. Cái loại này là 11.5, mũi khoan 11 ly rưỡi nha, 350.000 một bọc này, một bọc là 5 cây. Tất cả những hàng này là đều là nguyên bọc hết, chưa có xé, chưa có gì hết nha mọi người nha, hàng mới hết. 350.000 một bọc, 11.5 đó. Còn bình thường người ta bán lẻ là tầm 100.000 tới 150.000 không có nha mọi người, chứ không có rẻ hơn 100.000 đâu. Cái loại này là hàng mới á. Còn hàng bãi thì không nói, hàng bãi thì cần ký thì bán ký bán cái ha. Rồi 11 ly rưỡi, 350.000. Mã số 7 là một cái cán tiền, cán 20-20 này sử dụng con chip hình vuông nha mọi người nha, chip S nha. Đây con chip này là con chip S12 nha, S12 hình vuông, chip hình vuông hai mặt mọi người. Thì con chip này chỉ cần gá vô vậy rồi xong mọi người lấy cái mỏ led, cái kềm mọi người vặn là nó sẽ rút vào ha. Đó, thì gá cái viên chip vào cái cốt này, ở đây nó có miếng chêm nè, mọi người sẽ vặn cùng chiều kia đồng hồ để cho cái này nó lật lên, thì cái miếng chêm này nó sẽ lên tới đây ha. Đó, cái cán này 200.000 nha, 20-20 chip S12. Đó, chạy thô rất là ngon. Cán này của hãng Mitsubishi nha, Mitsubishi 200.000 nha, mã số 7. Mã số 8 một cặp này 450.000, Mitsubishi cán 16 nhân 16 chip T16 nha. Cái con chip này là chip T16, thì hai cái cán này là cán trái với cán phải nha. Đó, cán mặt trái với mặt phải. 16 nhân 16 chip T16 luôn ha. Thì có một góc cắt bên trái và góc cắt bên phải ha. Góc cắt bên trái thì nó hơi chết hướng nha, còn cái này là nó đứng cạnh vậy ha. Đó, đứng thành, còn một thằng này hơi chết hướng chút xíu. Đó, bằng này là đứng thành nè. Con chip nó sẽ đứng như vậy, mọi người sẽ ăn cái cạnh hông. Rồi. Cặp này là 450.000 nha. Đến mã số 9 là một con chip này. Chip này là con chip chạy rảnh đó nha mọi người nha, sử dụng chip chạy rảnh T16. T13 nha mọi người nha, máy T16. Đo ra cái thấy nó sai. T13 nha. Đó. Chip chạy rảnh nha. Thì cái con chip này sẽ đứng cạnh lên cho mọi người. Khi mọi người chết rảnh thì nó sẽ đứng như vậy ha. Cái này cái 25x25 nha. 25x25, cái này 300.000 một cái. Chip chạy rảnh phía trước này người ta cọt rồi. Đó. Chắc là đụng thành hay gì người ta gọt. Mã số 9 300.000 nha. Mã số 10 cũng là 300.000 luôn.
con chip này là con chip trái, hai con cái cán cán trái đó. Cán trái thì đây, cán này là cán chạy ren nha. Thì cái miếng chêm dưới này nó bị mẻ xíu đây nè đó. Đây nha mọi người nha, phần gối đỡ bên dưới này nó bị mẻ nha đó, có sao nói vậy người ơi nha, em không có khai báo sao sự thật hết, cứ có sao là em sẽ nói vậy ha. Cán này chỗ này nó bị mẻ một góc bên dưới này nè, chắc lẽ mẻ xong người ta mới đỡ đổi đầu lại này đó. Mọi người thấy không, chip này là chip chạy ren nha, chạy ren T13. Con này T16 nha mọi người, không phải T13 đâu. Ngày hôm nay em ngáo ngáo sao, đây nè, tính tới góc này là tới T16 nha, T3 nhỏ hơn. T16 á, hồi nãy con T16 luôn. À đây nè, T16 nha mọi người. Rồi đến mã số 11. Chết rồi, cái cây này hết pin rồi. Mã số 11, đây là một cái thước cặp 900.000 nha. Thước cặp này là cái thước cặp 1,5 tấc. 1,5 tấc ha. Đây, mặt lưng ha. Người đợi em xíu. Đây. 25 ha, bên dưới này. 24.99 nha. Đó. Cái thước này cầu đo ok nha mọi người nha, mỏ trên dưới đẹp nha. 900.000, mã số 11, một cái thước 150mm của Mitutoyo. Thước không có chống nước nha mọi người nha. Chống nước thì vậy nó không phải có để IP67 trong đó, hay là 66, 65 nha. Cái này hết pin em quên sạc. Rồi mã số 12, ở đây một cái thước này là 2,5 triệu nha. Mã số 12, 2,5 triệu. Một cái thước 2 tấc cũng của Mitutoyo luôn ha. Cây này sử dụng quang năng nha, năng lượng ánh sáng. Đây, mã của nó là 500-455. Đó. 189-139 ha. Đây. Rồi, cái thước thì nó cũng còn khá là mới nha. Cây này em đánh giá nó khoảng tầm 95%. Đó, về cái độ mới của nó. Cái mặt này do là mình sử dụng cái tay mình chùi lên thì nó sẽ ở thực tế là rất là mới, nó không có chày một cái đường gì hết ha. Nói chung là cái mặt này là để mình người ta nạp năng lượng vào đây nè. Thì khi mình sử dụng, mình sẽ sử dụng một cái khăn mềm thôi nha mọi người nha. Đừng có dùng khăn cứng lâu là nó chày cái chỗ này, là nó sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà tiếp thu năng lượng nha. Đó, hấp thụ năng lượng. Cái thước thì nó khá là mới luôn nha. Đó, khá là mới. Những cái rãnh này nè, chưa có bụi hết ha. Cái này nó khoảng tầm 95% trở lên luôn nha mọi người nha. Thì cái dòng này nó sẽ không có chống nước. Cái này nó có dính một cái bụi đây nè. Nên là khi mọi người sử dụng á, đây nè, cái chỗ này nó cứ dụ ra đây, cái chỗ này có dấu vân tay của em nè. Mình thấy không? Là khi kéo qua nó sẽ báo lỗi nè. Đó. Kéo qua một lần nó báo lỗi. Đó. Nhưng mà lau đi, mình lau khô đi, nó sẽ không có bị hết nha mọi người nha. Nó không ảnh hưởng. Chỉ có qua nước, qua dầu á thì nó sẽ báo lỗi thôi, còn khi mà mình dùng tay khô thì nó không sao hết nha. Đó. Cái thước thì nó rất là mới. Đó.
không báo lỗi, không loại gì hết ha. Rồi mặt dưới nè, cái này khá là mới đó nha mọi người nha, cái này chắc ít xài lắm đây, nên là cái tem mặt dưới á người ta xài ít thì nó cũng chày khá là ít nha. Đó, rất là đẹp. Thì mọi người mua cây này nếu mà hàng mới nó khoảng tầm 4,5 triệu thì mọi người mua cái cây này nó rẻ hơn được khoảng 2 triệu nha. Đó, cây thước hộp cũng khá là mới luôn. Mitu Toyo 500-455. Đây, nó có cái tên của cái người sử dụng luôn nè, Aoyagi nè. Đó, tên của người Nhật. Tên của người đó người ta ghi trên hộp thước này luôn này mọi người nè. Cái thước này chắc là dùng ít, chắc là anh này anh sếp hay sao đó quản lý thì họ sẽ có cái thước để họ quản lý ha, hoặc là kỹ thuật gì đó. Nói chung là cái thước dùng rất ít. Rồi đây tới một cái thước này nữa cũng dùng ít nè. Cái thước này là cái thước 800.000 nha, thước 2 tấc Mitu Toyo, usage của nó chỉ có 0.02 thôi nha. Usage 0.02. Đó. Và cái trên này là có hệ in hệ mét luôn ha. Rồi cái thước thì nó cũng khá là đẹp nha. Đó, cái phần đầu nhỏ này có một xíu này là nó hơi xấu thôi. Mọi người muốn fit đó thì em fit cho nó hết luôn ha. Thì mài nó xuống một xíu. Nói chung là không có khó khác gì hãng mài đâu. Rồi, cái thước thì khá là đẹp nha. Đây cái phần đầu này, phần đầu này nó bị một chút xíu bằng cái cọng tóc là nó hơi đó, cái đầu bên này, cái đầu chỗ này nè, nó có một xíu này nó hơi đó, hơi bằng cái này ha, còn cái đầu bên đây ok nè. Đó, thì mọi người muốn nó hai đầu nó nhọn đều hết thì em sẽ cho mài xuống, nó sẽ đẹp như vậy luôn ha, không có khác gì hết, không ảnh hưởng gì hết thôi. Rồi cái thước này thì khá là khít luôn nha. Đó, và những cái phần này là cái phần keo người ta bôi để con ốc này đừng có tự chạy nè mọi người nè, nó còn chưa có sử dụng nha. Đó. Rồi cái thước này là 800.000 nha, mã số 13, một cái thước 2 tấc, nó có một cái bao. Cái đời mới bây giờ là sẽ không dùng cái bao da nhân tạo nữa mà dùng cái bao cao su như vậy ha mọi người nha. Cái này là vật liệu bằng giống như cao su vậy đó. Mã số 13 800.000. Rồi mã số 14 cũng là 800.000 luôn ha. 800.000. Cái này thì thước 2 tấc. 2 tấc ha. Đó. Và cái usage của nó là 0.05. Đó, cây này cũng khá là đẹp nha mọi người nha. Rồi cái phần đầu này. Đó, đẹp ha. Cây này là khít. Nói chung là nó không có khác thước mới đâu nha mọi người nha. Mọi người mua cái thước mới 1,000,000 nhưng mà cái cây này nó cũng phải tầm 95% trở lên chứ không có khác thước mới đâu. Thì hàng Nhật thì nó sẽ có dính bụi bẩn nhưng mà mọi người về dùng 2 ngày nó cũng bụi bẩn à. Đó, mà mua những cây này thì nó đỡ tiết kiệm được bao nhiêu tiền ha. Rồi, cái thước này là thước nội địa Nhật. 2 tấc. Đó, usage 0.05 nha. Chữ khắc laser 7 màu. Rồi cái này 800.000 mã số 14. Đến mã số 15. Mã số 15 thì ở đây em có một mớ luôn ha. Hôm đây là một chục cây ha. Đang về thêm một chục cây nữa đang trên đường về. Thì em đặt hai lần là mỗi lần 10 cây ha. Thì cái này nếu mà mọi người lấy số lượng nhiều á. Ví dụ như mọi người lấy 3 4 5 cây, 6 7 cây gì đó thì mọi người báo là em sẽ giảm giá nha. Đó, còn nếu mọi người lấy một cây thì ở đây là em bán là 650.000 một cây. Nếu mọi người lấy nhiều thì cũng giảm được tầm cho mọi người tầm 20.000 một cây hoặc là 30.000 cho mọi người vui thôi, chứ còn thực tế nó không có nhiều đâu nha mọi người nha. Lời bán một cái thước này lời không tới 100.000 đâu. Đó. Đây là một cái thước của Mitu Toyo, cái phần loại này là cái chữ nó nghiêng nè.
đó. Thì cái đời này nó cũng khá là lâu rồi nhưng mà bây giờ vẫn còn bảo quản được những cái thước mới như vậy là rất là hiếm nha mọi người nha. Cái dòng này nó phải rơi vào tầm 20 mấy 30 năm sản xuất, cách đây 20 30 năm rồi đó. Đó, chứ còn bây giờ là chữ nó chữ đứng hết ha, chữ nó là chữ đứng như vậy nè mọi người nè, bây giờ sản xuất là chữ đứng hết như vậy nha. Đó, chứ không còn cái ký hiệu cái bầu mà như vậy nữa đâu ha. Thì cái thước này là thước 1 tấc rưỡi đó, và cái vật liệu này nó cũng khác cái thước vật liệu bây giờ ha, nói là cái độ bền nó sẽ cao hơn á. Em đánh giá là cái độ bền những cái thước mà chữ nghiêng này nè nó còn cao hơn những cái thước đời mới này nha mọi người nha, nó cao hơn thước đời mới này nha. Đó, người ta sản xuất ra cái thước này, mọi người nhìn cái độ bóng đó. Thì ở đây là thước 1 tấc rưỡi và dung tích là 0.05, thước nội địa nha. Thước nội địa thì nó sẽ có cái mộc zit ở đây đó, cái mộc này nha mọi người nha, mộc zit nha. Đó, thước này là chưa có sử dụng, thì tất cả cái lô thước này về là hàng mới chưa sử dụng hết nha mọi người. Đó, chưa sử dụng gì hết. Mắc in da băng thì nó có một cái bao bằng cao su, nó màu nâu nâu như vậy đây, nó có cái hộp giấy bên ngoài như vậy. Đó, bên trong nó sẽ có một cái miếng giấy. Thì em bán là 650.000 một cây nha mọi người nha, hàng mới nha, hàng mới với mấy hàng cũ, mã số 15 á, 650.000 một cây. Thì nếu mọi người lấy nhiều thì có thể bớt cho mọi người tầm 20.000 một cây, nhưng phải lấy từ 3 cây trở lên nha, chứ 2 cây vẫn chưa tính. Đối với số nhiều thì 2 cây là số nhiều rồi nha, nhưng mà bán cái thước lợi cũng tới 100.000 mà 2 cây mà bớt là thật sự là khó nha, giống như là bớt bao ship hay là gì thôi. Đó, rồi thước này đây có 10 cây nha, chắc phải tầm 3-4 ngày nữa cũng về thêm tầm 10 cây 15 cây gì nữa. Loại này nha, 1 tấc rưỡi Mitutoyo. Rồi, mã số 16. Mã số 16 đây em có một cái thước đầu góc nha, cái thước này của hãng Maruikaki nha. Đó, nói chung là nó cũng đẹp tầm 90% thôi, những cái này thì để lâu thì nó sẽ có những cái đốm đốm bẩn này nè, những cái thước thì nó đẹp nha. Đó, mặt trước mặt sau đẹp, cái này dùng ít số này. Rồi, cái này thì nó cũng dễ sử dụng thôi ha. Ở đây nó có một cái thanh ngắn và một thanh dài ha. Thanh này dài 3 tấc, còn thanh dài này 1 tấc rưỡi, 150mm ha. Thì bên dưới cái con này nó có một cái lưỡi gà đây nè, mọi người thấy không? Thì mình sẽ lừa cái rãnh này vô cái lưỡi gà đó ha. Đó, sau đó mình siết, sau đó mình siết chặt lại thì cái lưỡi gà nó sẽ ép vào ha. Ép vào bên trong thì nó sẽ cứng thôi, cái gì đâu. Đó, rồi mình sẽ bẻ vào như vậy ha. Mình vặn nhanh, còn mình muốn nặng thì mình siết cái này lại là nó sẽ nặng, hơi nặng nặng đi tí. Còn mình muốn quay từ từ thì mình dặn cái nấm này ha, trong này nó có bức ren thì mình vặn nó sẽ xoay. Đó, 90 độ để mình đổi góc độ nha. À, cái thước này là 1.000.000 đồng nha, thước Nhật Maruikaki. À, cái hãng này thì nó sản xuất thước đầu góc rất là nổi tiếng nha. Cái này hàng mới nó cũng phải rơi tầm 3.000.000 mấy nha mọi người nha. Maruikaki BB301 hàng mới nó phải rơi tầm 3.000.000 mấy, thước Nhật Bản nha, 1.000.000, mã số 16. Rồi, mã số 17. Mã số 17 ở đây em có là một cái bộ đo lỗ nha, bộ đo lỗ này của Mitutoyo. Đó, đầu đo thì là 35 đến 60 mm, đây 35 đến 60, những cái đầu đo này 35 40 45 50 55 60 đủ ha. Lông đền 3 ly 2 ly 1 ly 0.5, thì cái lông đền 0.5 nó nhìn nó thấy hơi bị xét nè, lông đền 1 nó vậy hơi bị xét, con này giống như người ta gia công lại mọi người, nhưng mà thủy xét vậy nó không ảnh hưởng gì hết nha mọi người nha, tại khi mọi người siết chặt lại là nó cứng ha. Hỏi con nguyên bản nó bằng inox vậy nè, nó không đi xét được. Đó, con này thì làm bằng nhôm. Nói chung là ba cái lồng đề, bốn lồng đề này nó theo bộ về, nhưng chỉ có một cái số 2 ly á là zin của nó thôi ha, còn mấy cái này là người ta gia công rồi nha mọi người nha, nó bị rớt mất, người ta chạy là con khác nè. Đó, ví dụ như mọi người mua một cái bộ mà nó không có thì về mọi người gia công lại thôi ha. Đầu đo này thì nó cũng có mòn rồi nha mọi người nha, chứ không phải là như mới nha.
đó 1,4 triệu đầu đo này, đầu đo này, đầu đo này. Rồi đồng hồ so là đồng hồ so MiTuTuYo 2046 1% nha mọi người nha, đồng hồ 1%. Rồi nguyên cái bộ này là 1,4 triệu nha, to lỗ từ 35 đến 60 mm, 1,4 triệu nhựa nha. Một bên này nó bị gãy mất cái bát để mình gài xuống ha. Rồi đến mã số 18. Mã số 18 ở đây em có một cái ban me. Ban me này là ban me cơ số của MiTuTuYo ha, nó chỉ có gồm cái ban me nè, một cái khóa chỉnh để chỉnh cái vạch này ha. Và một cái hộp này thôi, hộp gỗ này thôi, còn cái dưỡng kiểm là bị mất rồi ha. Về là không có dưỡng kiểm nữa. Này có xa bán vậy nha mọi người nha. Đó. Đầu đo thì cũng không có mẻ đẹp nha, cái này soi gương được. Đó. Không có mẻ không gì hết. Ban me thì đo rất là nhẹ nhàng. Số nhẹ tóc tóc nha mọi người nha. Đó. Nói chung là ngoại hình con này thì cũng khá là ok luôn. 175 đến 200 mm. À, cái này em bán là 650 ngàn nha. Đó. Cái này không có giữ kiểm, nhưng cái này em đã hiệu chuẩn bên em rồi. Hiệu chuẩn bằng cái block go bên em rồi. Thì về mọi người sử dụng thôi ha. Không có giữ kiểm thì kèm theo. Đó. Cái này là 650 ngàn một cái ban me. 175 đến 200 mm ha. MiTuTuYo. Rồi. À, mã số cuối cùng của ngày hôm nay nha. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. À, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người nha. Chào tạm biệt. À, cảm ơn toàn thể quý cô chú anh chị đã luôn luôn ủng hộ kênh của em nha.